Trời, nhà anh thất trồng toàn là bông với thuốc này nọ không nè, thấy không? Ê, đụng cái hàng rào ta. Anh Thất ơi. Thất đây ơi, ba. Đây hả? Trời ơi, đây, kiếm thấy anh. Đang edit video nè. Dạ. Ừ. Đây, em có một gỗ vịt luôn nè, thấy không? Làm gì nữa rồi, ăn hay gì luộc, ăn hay không gì? Không phải, em gửi hết trơn rồi, tính chiều nay kho một vịt. Mà nhờ tính nhờ Liên Ngô luộc mà chỉ ba cái bí quyết gì luộc mà không dính gì đó. Em chỉ cái, à, tào lao quá trời à. Cái nó đi qua đi kiếm mà anh Thức không à. Bởi vậy cái con người mà bây giờ buông ra nói chuyện không ai thèm tin tưởng. Không dám tin luôn anh nói thiệt luôn. Không dám tin luôn. Không dám tin. Là chỉ gì đâu không à. Tính qua hỏi cái cách mà luộc cái trứng vịt mà sao cho mà nó dễ chóc vỏ đó phải không? Còn thứ hai là có một cái bí quyết là luộc hột vịt đó là cái chồng đỏ nó nằm gần ngay giữa, nó bị bể. Em chỉ hết trơn rồi, không chịu làm thôi, đâu. Không tin đâu. Không tin luôn. Em đợi từ xa em qua đây em cũng dẫn lội nữa, Liên Ngô chỉ là không tin. Tại vì em chửi gì ghê luôn. Dạ. Em dễ sợ. Không biết ai chửi ai à. Một đứa khùng mà hỏi một đứa không biết. Em chỉ em vậy mà hay lắm, tài lanh lắm, trời ơi, cái này em biết, cái này em biết thôi. Đúng rồi, tại vì đợt đó là có chỉ Liên Ngô một cái số bí quyết á, là luộc cái trứng vịt nè, là nó sẽ là dễ chóc vỏ. À, là có nghĩa luộc xong á mình lọt ra là nó chóc hết trơn à, chứ nó không bị dính lại. Còn thứ hai là hột vịt á mà nó cái chồng đỏ nằm ở giữa, nhưng mà những cái cách đó thì nó không có gọn lẹ, cái đó luộc số ít á thì được. Nhưng mà anh biết một cái cách nè, để dành mà ai mà luộc hột vịt số nhiều là có nghĩa là đám giỗ nè, đám cưới nè, đám gì đó. Thì ngày mai em làm đám đó, bởi vì kho hột vịt đó. Đám gì đó, đám cưới. Thịt kho hột vịt. Đám cưới đâu có thịt kho hột vịt hả ta? Đám giỗ. Cưới mà thịt kho hột vịt cái chắc khách gì hết trơn. Có đám ma. Đám ma. Đám ma mới có. Đám giỗ thôi mới có. Ừ. Nào bây giờ chờ chút xíu đi để chỉ cho một cái cách này nhanh gọn lẹ. Rồi, ok. Anh Thất chỉ đi. Bảo đảm luôn. Liên Ngô chỉ. Đặt một cái là dằn cái trứng ra không bao giờ mà cần lọc. Hồi nãy em chỉ gọi mấy anh Thúc chỉ em á là không có tin vậy hả? Không có tin. Phải ngồi đây để chuẩn bị đồ đem ra đi luộc luôn hả? Ừ. Có gì em nữa. Đây nè Liên Ngô ơi, để anh chỉ em một cái mẹo mà luộc hột vịt mà nó tự chốc chở còn hay hơn mấy mẹo kia luôn. Chỉ có biết cầm hột đơn giản luôn. Xe không biết tiếp gì hết trơn. À. Vậy mà đòi ăn. À, cái cách trước á của mình á là mình chỉ á là một cái cách là thứ nhất là bỏ chanh vô nè. Muối nè vô nè, hoặc là cái cách mà lấy cây kim mà đâm vô cái vỏ hột vịt nè. Nó tạo có một cái lỗ à, rồi á là mình luộc lên là nó sẽ chóc ra hết. Nhưng mà cái cách đó thì nó là cũng lột không có nhanh bằng cách này. Đúng. Cách này đơn giản, bây giờ bỏ vô luôn đi, không có để gì hết trơn nha. Đó, để hột vịt vô. Ừ, không bỏ nước luôn, bỏ sống gì luôn hả? Không không, để nước chứ, luộc hột vịt không cần nước sao được. Em tưởng là cũng im mà nghe. Nghe anh không bỏ gì vô. Là khét nghẹt luôn á. Khét nghẹt luôn. Chỉ có thể là Liên Ngô thôi mới làm được. Chỉ có thể là Liên Ngô làm thôi. Sao biết gì? Đó. Tinh thần bất ổn như Liên Ngô vậy mới làm. Đây, à, thì trước tiên luộc vịt á thì mình bỏ vô á là một ít muối ha. Đây, khoảng 1-2 muỗng muối tặng gì cho những cái trứng á mà nó bị nứt hoặc gì đó thì nó không có bị xì ra. Đây, bỏ vô 2 muỗng muối. Như mấy cái trứng kiểu này nè. Đây nè, đây. Mấy trứng đây lại đình thấy không? Nó bị mớp vô lỗ nè, mấy trứng mớp nè. Đây cũng có trứng mớp nữa nè. Đó. Đường nào hột vịt mua về nó bị mớp, bỏ muối vô đặng đừng cho nó xì mấy cái chỗ đó ra. Rồi bị mất hồi nãy chắc ổng đòi giật cái gỗ nó giỡn. Đúng rồi, giỡn nó vừa đi vừa giỡn nó bởi vì vậy đó. Còn thứ hai á là luộc hột vịt á là mình sẽ đổ nước vô. Thì luộc có nước rồi đó. À, đổ nước vô vừa ngập hột vịt là được ha. Đây, đó, nước vừa ngập hột vịt mình bắt lửa lên. Đây em bật. Đó, lửa cháy rồi đấy. À, cái này á là mình luộc trong vòng canh giùm anh là khoảng chừng 5 phút. 5 phút hả? Ừ, 5-7 phút là okay. Cho anh hay. Còn muốn mà luộc hột vịt á mà cái chồng đỏ mà nó nằm ngay giữa thì trong lúc luộc nè mình sơ lên hoài nè, đây mình cứ quậy sơ lên quậy nè, tại vì á cái hột vịt á mình để yên một chỗ á thì cái chồng đỏ nó sẽ chạy sẽ nằm ở dưới không luôn. À, nó sẽ dính một lớp ngay dưới nè, còn mình sơ lên cho cái chồng đỏ nó chạy vô giữa lại là lọt ra nó cái chồng đỏ nó sẽ nằm ngay giữa, nó kho gì đó nó không bị bể. Đẹp lắm á. À, rất là đẹp mà mình lọt giữa nó không có bị chất gì. Đúng rồi đó. Vậy bây giờ can đi, khoảng chờ khoảng chừng 5-10 phút, 10 phút cũng được, nó 5 phút cũng được. Rồi xong còn chỉ một cái thao tác làm nữa là cái hột vịt nó tự chóc cái vỏ ra luôn. Thì đại đình thấy không? Cái những cái trứng vịt mà nó là nè, đây. Mình luộc á mà những cái trứng vịt mà nó nứt vậy nè. Đó, là nó không bao giờ bị xì ra, biết tại sao không? Sao vậy anh? Do nãy mình để muối. Để muối vô là những cái hột vịt không có trứng nào bị xì hết. Mình can trong vòng 5 phút rồi mình lấy cái muỗng như nè, mình múc lên, mình gõ cho nó dập cái hột ra. Đây nè. Đó, thấy không? Ủa, gõ cho nó dập. Ờ, gõ cho nó dập ra hết giùm mình. Đó. Canh 10 phút nha. Đó. Dập vậy nè, chút xíu là nước sẽ nông vô cái vỏ là rất là dễ lọt, nó không bao giờ bị nãy chân á. Đó.
nhớ nghe đây lại đình, là mình can trong vòng là luộc trứng vịt mà từ mà cái lúc mà để nước nguội, bật bếp lên can 10 phút, đem ra đập đập dập dập cái vỏ ra cho mình. Vậy thôi. Rồi mình để cái này thêm là 5 phút nữa nha. Là khi mình đập dập xong rồi để thêm 5 phút nữa. Đúng rồi đó. Đó mình lấy muỗng như nào mình múc lên mà đập ra dập dập nè. Nó không có xì đâu nha, tại vì cái lúc nãy là trứng nó chín. Nó không có xì, đập văn nước. Không đập văn nước. Đó. Cái này mình để thêm 5 phút nữa là hộp vịt nó chín đều nha. Sau khi mình luộc á thêm được khoảng chừng 5 phút á thì mình lấy hộp vịt mình vớt ra ha. Mình để ra cái thau nước lạnh nè, đặng mình nước bình thường thôi, không còn nước đá. Xong mình lọt ra cho nó dễ. Đang cho nó hết nóng phải không? À, cho nó hết nóng thôi, không có gì hết trơn á, hoặc là mình để trong đây cho tới nguội cũng được, thì nó hơi lâu. Khoan để đổ ra hết đi, rồi ba đứa lọt. Một hai mười mấy 20 hộp vịt này lọt trong chừng 50 phút là xong. Rồi bây giờ mình sẽ lọt cho đại đình xem là có cái hộp vịt á mà nó đập dập dập á là nó dễ lọt như thế nào. Đây. Đây đây. Đây nè, đại đình thấy không nè, cái da nè thấy không? Ý hộp vịt này hình như giống như bị giữa luôn á anh. Giữa mà giữa. Đây. Đây thấy không nè, lọt nó nè. Đây nó ra nguyên lớp rồi. Êm lắm nè anh thấy không? Êm. Cái này lọt đã tay lắm nè. Đó, đây 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 thấy không? Hơi bị êm mà. Đây. Nó ra hết rồi thấy không? Nếu mà mình á mà không có đập dập á là nó rất là khó lọt, nó không có ra được nguyên mãn. Cái trứng này bị giữa nè. Hộp vịt đi ngon mua giữa. Phong liệu mua giữa luôn. Bị giữa. Không không phải đâu anh ơi, tại hộp vịt nó biết sao không, chúng mưa. Chúng mưa hả? Cái này bị giữa nè, nước không thấy không? Đây, đây đừng thấy không? Em hút nha. Lọt nhìn đẹp không? Cho em ăn nha. Không. Trời ơi trời, Liên Ngô. Thiệt mà, cái trứng này bị giữa nè, nước không nè. Ờ, chắc giữa rồi đó. Bị giữa nè. Có con luôn này. Vậy hả? Trời ơi. Ngon thiệt. Lợi dụng ha, hỏi mình đi đâu cái lọt kiếm anh thức luộc hộp vịt cái quay qua xin đòi theo thành ra cái cũng thèm một vịt lắm rồi nè. Đây đại đình nhìn thấy không? Nè, lọt nè, không bao giờ dính ở vô một miếng nào luôn. Nước không luôn. Đây đây, đập nè, dập nè, đây, gỡ từng miếng ra. Cái hộp vịt rất là đẹp đó, thấy không? Cái này không? Cái này mình kho ta hộp vịt là nhìn thấy đẹp lắm nè. Đúng rồi. Trứng bóng hới à, nó không bị dính lại. Đó, cái này mình lọt chút xíu rồi không thôi mà nó không thôi nó dính một cái ha là khỏi lọt luôn đó. Đúng rồi. Tại vì đám này kia mình phải lọt vậy nhìn nó đẹp chứ mình lọt. Đúng rồi. Dính nó nhìn nó xấu lắm. Có cái gì ở bển không? Anh cho em mượn đi anh thích. Chi vậy? Em để riêng của em. Để em lọt chi tiết với anh cái đi rồi một đây, em ăn. Đây anh thấy không? Lọt xong cái hộp vịt nè. Nhìn nó bóng hới là không có bị một vết gì luôn thấy không? Đây 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 thấy không? Tim thấy dễ lọt. Đi đi, dễ lọt thiệt á. Nhưng mà cái này của em hút rồi nha. Trời trời, đại định thấy là con ly nó lương lẹo không? Bởi vì hỏi làm sao mà quá đẹp, bóng hới luôn rồi định không dính luôn. Ừ, cái này hình như nó sắp bị giữa đó anh ơi. Sao mà cầm cái nào mà giữa cái đó hồi nó đủ cái gì vậy bây giờ á? Em nó chơi hơi nước rồi. Em giỡn. Đây cứ cái này lọt thoải mái luôn nè. Đúng rồi. Không sợ bị chóc cái trong đó. Nè. Dập dễ lọt nha. Nó dập sẵn mình khỏi đập nữa. Rồi lọt ra luôn. Đây là cái bí quyết mà luộc hộp vịt mà dễ lọt vỏ của mình nha đại đình. Thì đại đình mà thấy hay hữu ích á, nhớ bấm like subscribe đến cái kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là biết thêm một cái mẹo nào khác mà để lọt hộp vịt á mà dễ lọt vỏ hơn á thì nhớ comment bên dưới giùm mình với. Chứ mình thấy cái cách này á là người ta luộc hộp vịt trăm hộp vịt ngàn luôn á, nhưng mà ta vẫn sử dụng cách này ta lọt. Không liệu thấy cách này sao? Cách này em á anh em thấy ổn á. Thì ổn không? Nếu mà thí dụ mình lột cái số lượng nhiều quá vậy nó mau đỡ tốn thời gian mình đó. Với chứ một phần á nó đẹp nữa. Đúng rồi, để không thôi á là lột đưa vô bể hết trơn à. Đúng rồi. Nhìn cái hộp vịt ra muốn thiệt chứ. Thả vô miệng làm úp bóng tiêu vậy. Đó. Bóng hới à. Là bóng hới không? Rồi Liên Ngô nãy giờ ăn được mấy trứng rồi? Có đâu. Cái gì mua hộp vịt gì mà giữa không trời. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Bớt lương đi Liên Ngô. Nếu mà có hơn 100 trứng chứ không 1 2 trứng thôi. Khổ đâu ra mà mới có 20 trứng mà hư hết 2 trứng rồi. Em đẹp cho anh đàng hoàng. Đại đình nhớ áp dụng cách này của mình nha. Thì mới đầu để hộp vịt vô khoảng 10 phút. Rồi lấy cái múc đi, lấy giá dở múc lên đập cho dập dập dập. Rồi xong rồi để lại thêm khoảng 5 phút nữa là hộp vịt là dễ lọt vậy nè. Còn mới đầu mình là có cái những cái hộp nào á mà bị mớp hay bị dập nè thì mình sử dụng là mình bỏ vô 2 muỗng muối vô là sẽ có hộp vịt này đó không có bị.